đón Tết giàu sang, tấn tài tấn lộc tấn an khang, tuổi Giáp Thìn 1964, đắc lộc ơn trên, chúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu to, đón Tết 2025 giàu sang sung sướng. Bốn mùa lộc phát muôn nhà, đôi vầng ánh sáng hiện ra cửa tiền, đâu còn kiếp nạn gọi tên, chấm kia như ý an yên cát tường, không còn vận hạn tai ương, hai tay đón nhận màn sương ngọt ngào. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Giáp Thìn sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Giáp Thìn hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Giáp Thìn phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác anh chị tuổi Giáp Thìn đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Giáp Thìn không được dễ dàng làm mấy. Giáp Thìn thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Giáp Thìn hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Giáp Thìn những điều bất như ý cô bác anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Giáp Thìn hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Giáp Thìn đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Giáp Thìn, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Giáp Thìn nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Giáp Thìn thay đổi, thì thái độ của Giáp Thìn cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Giáp Thìn sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Giáp Thìn chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác anh chị Giáp Thìn thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Giáp Thìn có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, có ngũ hành thuộc mệnh hỏa, nạp âm phú đăng hỏa. Phú đăng hỏa chính là ngọn lửa đèn dầu, ngọn lửa này tuy bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh mãnh liệt, tỏa làn hơi đủ để sưởi ấm cho lòng người. Ý nghĩa và hình ảnh này vừa thân thuộc, gần gũi đủ để cho người ta thấy hình ảnh của bản thân trong cuộc sống thường nhật. Nam mệnh Giáp Thìn 1964 cũng là người có tính cách mạnh mẽ và khá thẳng tính. Họ có nhiều ước mơ, cũng như nhiều hoài bão trong công việc mà họ thích. Tuy nhiên, nhược điểm trong tính cách của nam mệnh là họ khá nóng tính. Đôi lúc sự nóng tính này không kiềm chế kịp thời, vô tình làm tổn thương cảm xúc của người khác. Vận mệnh của nam mệnh Giáp Thìn 1964 khá thuận lợi, sung túc và cũng vô cùng tốt đẹp. Hầu như cuộc sống của họ đều được như ý và ít gặp phải những áp lực, ít lo nghĩ. Khi lập gia đình, nam mệnh thường có gia đình êm ấm và hạnh phúc. Công việc sự nghiệp ở tiền vận hơi khó khăn nhưng lại thuận lợi và phát triển trong giai đoạn trung vận trở đi. Những người nữ sinh năm Giáp Thìn 1964 có tính cách khá mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng khá ấm áp. Nữ mệnh Giáp Thìn luôn chứa đựng tấm lòng nhân hậu. Trong cách cư xử với những người xung quanh, họ cũng có những tham vọng và luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình. Nữ mệnh Giáp Thìn 1964 thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc, trong cuộc sống gia đình. Nữ mệnh khá hạnh phúc và gia đạo êm ấm. Khi bước vào giai đoạn trung vận thì con đường công danh sự nghiệp của nữ mệnh sẽ thuận lợi và phát triển hơn. Nhìn chung, vận mệnh của những người nữ tuổi Giáp Thìn 1964 không quá giàu nhưng đường tài lộc khá đầy đủ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy,
rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà bao dung và yêu thương con người. Ở Trung Hoa, người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng này đều có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Tuổi rồng ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Nếu như bạn có ý định khiêu chiến với một anh chàng tuổi Thìn thì hãy suy nghĩ lại. Anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh gục trước bất kỳ đối thủ nào, dù chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng tuổi rồng vẫn luôn tỏ ra lễ phép, cư xử đúng mực với bề trên. Tuổi Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương, đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Tuổi Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công. Tuổi Thìn còn là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Những người này có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Thìn từng hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Thìn là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn, an toàn nhất. Họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Sau đây là tổng quan tử vi năm 2025 của người tuổi Giáp Thìn 1964. Năm 2025 này là năm Ất Tỵ, tất cả các yếu tố về thiên can, địa chi, ngũ hành bản mệnh đều được bình hòa. Điều này dự báo một năm thuận lợi, ổn định với cô bác tuổi Giáp Thìn. Tổng quan năm 2025 của Giáp Thìn có nhiều chuyển biến tích cực, mệnh chủ có cơ hội thực hiện những mong muốn, khát vọng của mình, gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuy vậy, trong năm này mệnh chủ cũng dễ vướng phải thị phi, tai tiếng. Nếu cư xử nóng vội, không đúng chuẩn mực, để các mối quan hệ được hòa hợp, bản mệnh chủ hãy lấy dĩ hòa vi quý làm phương châm sống. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025, nam mạng tuổi Giáp Thìn gặp sao Vân Hớn. Sao Vân Hớn chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu tinh quân, sao này mang ý nghĩa cả tốt lẫn xấu. Đối với nam Giáp Thìn tính tình nóng nảy, bảo thủ thì sẽ dễ gặp phải thị phi, mâu thuẫn. Còn nếu là người khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, biết nhường nhịn thì sẽ tránh được những cãi vã không đáng có. Vào năm gặp sau này, người làm ăn kinh doanh, buôn bán vẫn được thuận lợi nếu chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Tuy vậy cần chú ý các giao dịch phải có giấy tờ, hóa đơn để tránh sự nhầm lẫn. Đối với nữ mạng Giáp Thìn năm 2025, nữ mạng tuổi Giáp Thìn gặp sao La Hầu. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh, trong các sao chiếu mệnh 2025, La Hầu là hung tinh chủ về thị phi, hao tán tiền của. Người gặp sao La Hầu chiếu mệnh nếu làm ăn ngay thẳng, tính toán thận trọng, khiêm tốn, dĩ hòa vi quý thì sẽ tránh được thị phi không đáng có. Đối với nữ tuổi Giáp Thìn 1964 đang làm ăn kinh doanh thì thận trọng hơn khi giao dịch, mua bán phải có hóa đơn đi kèm để tránh nhầm lẫn. 2. Vận hạn. Năm Ất Tỵ 2025, nam mạng tuổi Giáp Thìn gặp hạn Thiên La. Đây là hạn chủ về gia đạo mâu thuẫn, dễ bất đồng. Gặp vận hạn này, mệnh chủ hãy cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, tránh đưa ra quyết định lúc nóng này, nhất là trong đời sống tình cảm vợ chồng. Cần phải lắng nghe, thấu hiểu,
dành nhiều thời gian bên cạnh, yêu thương chăm sóc nhau thì mới được hạnh phúc lâu bền. Đối với nữ mạng trong năm 2025, nữ mạng tuổi Giáp Thìn gặp hạn Diêm Vương, vận hạn này chủ về thị phi, hao tổn tinh thần, gặp vận hạn này mệnh chủ nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, dĩ hòa vi quý với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong chuyện gia đình. Nữ tuổi Giáp Thìn hãy bao dung, cảm thông, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu người bạn đời và các thành viên trong nhà. 3. Vận niên. Trong năm 2025 âm lịch, cả nam và nữ mạng gặp vận niên hổ nhập nội, hay còn gọi là hổ nhập điền, tức là hổ trở về đồng bằng, nơi có ít mồi ngon hơn so với cuộc sống ở thảo nguyên. Gặp vận niên này thì nam và nữ mạng Giáp Thìn 1964 nên thận trọng hơn trước các quyết định liên quan đến tiền bạc, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng cần có kiến thức, sự hiểu biết và thời gian tìm hiểu thật kỹ, không nên vội vàng hấp tấp đưa ra quyết định, chậm mà chắc, như vậy sẽ tránh được những nhầm lẫn rủi ro trong công việc. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi Tết 2025 của cô bác tuổi Giáp Thìn 1964. Theo dõi vận trình tử vi Tết 2025 của người tuổi Giáp Thìn âm lịch nhận thấy, thời gian này vận trình tài lộc của con giáp tuổi Giáp Thìn thêm phần hanh thông. Nhờ xuất hiện sao Thiên Đức, nhiều người bán được rất nhiều hàng mang về, doanh thu rất lớn nhờ biết chọn mặt hàng đúng dịp. Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng, lì xì Tết đáng kể so với mọi người, tuy nhiên đừng vì vui quá mà ăn nói hàm hồ. Tương hình khiến bản mệnh dễ bị mang tiếng là kẻ vô ơn, hãy xem lại lời nói, hành động nào đó của mình có vô ý làm tổn thương đến ai mà bạn không biết hay không. Nhất là trong công việc, có thể bản mệnh có phần tự mãn về năng lực của mình, bạn thường có xu hướng khó chấp nhận quan điểm của người khác, hay bác bỏ ý kiến và tự cho mình là đúng. Bạn muốn mọi thứ diễn ra đều phải có mục đích rõ ràng và mọi vấn đề phải được giải quyết bằng sự chín chắn. Nguyệt lệnh bệnh cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của con giáp tuổi Giáp Thìn trong thời gian này. Có thể ban đầu bắt tay vào làm việc gì bạn cảm thấy hào hứng, nhưng một thời gian ngắn sau lại muốn bỏ cuộc, việc này không tốt đâu nhé. Ngũ hành tương sinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Giáp Thìn trong thời gian này, tuy nhiên nên tránh việc si tình quá phụ thuộc vào đối phương. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Giáp Thìn lúc này đã được trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước. Không có gì phải lo lắng quá nhiều, bản mệnh thể hiện là người có tầm nhìn tốt và cho thấy sự trách nhiệm của mình trong công việc. Bạn làm tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều, chỉ có điều bạn có phần tự mãn nên không phải ai cũng ưa thích hay yêu mến. Người tuổi Giáp Thìn nên hành xử khiêm tốn và khéo léo hơn nếu không muốn vướng vào thị phi, nơi công sở việc có những ý kiến bất đồng xảy ra là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng trong lúc tranh luận, bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi, vì thế hãy trò chuyện với họ một cách văn minh và không nên ngắt lời khi họ đang bày tỏ quan điểm nhé. Tuy nhiên, bước vào độ tuổi 60, đây là lúc cô bác Giáp Thìn nên hài lòng với những thành quả trong công việc. Những quyết định đưa ra trong năm này cũng thiên về an toàn hơn là mạo hiểm. Chủ yếu thời gian này mệnh chủ túc tắc thảnh thơi thực hiện công việc, quan trọng nhất vẫn là tập trung vào sức khỏe và gia đình. Xét phương diện tài lộc, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2025 âm lịch. Tử vi Tết 2025 âm lịch tuổi Giáp Thìn 1964 chỉ ra rằng, thực thần mang tới tin vui tài lộc cho bản mệnh. Có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác mà kiếm được tiền, có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản lớn tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay ho xuất hiện khi bạn có nhiều tiền, nhưng hãy nhớ luôn nâng cao cảnh giác, cẩn thận kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin nhé. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người, như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong thời gian này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Tuy nhiên khi đã ở độ tuổi 60, cô bác Giáp Thìn không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái, vô tư, lý do bởi vì đây là khoảng thời gian con cái đã trưởng thành. Cô bác Giáp Thìn không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống, thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe tuổi già. Chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp cô bác tuổi Giáp Thìn dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2025 âm lịch.
Đời sống tinh thần, tình cảm của nam và nữ mạng Giáp Thìn trong năm 2025 cũng được hòa hợp, hạnh phúc, là người sống tình cảm, hướng về gia đình, nên mệnh chủ dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ con cháu trong cuộc sống thường nhật, gia hòa vạn sự hưng, gia đình có hòa thuận thì mới đón được nhiều phúc đức, tài lộc thịnh vượng. Hiểu được điều này nên cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 luôn hành xử đúng mực, bao dung vị tha đối với các thành viên trong nhà, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Bên cạnh đó, bản mệnh là người sống tình cảm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, mệnh chủ thường quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Trong năm Ất Tỵ, cô bác tuổi Giáp Thìn 1964 hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm người bạn đời, chăm sóc con cháu trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn 1964, Tết 2025 âm lịch. Nhiều buổi ăn uống tụ tập với người thân, bạn bè khiến bạn ăn không đúng bữa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới các vấn đề liên quan tới dạ dày, thời gian này khi ăn uống. Con giáp tuổi Giáp Thìn nên lưu ý chọn đồ ít có tính axit hơn, nếu không bạn sẽ cảm thấy không khỏe do axit dạ dày quá nhiều. Sau bữa ăn khoảng 30 phút, bạn có thể đi bộ giúp tiêu hóa tốt hơn. Thời tiết hiện tại không hề tốt cho những ai đang có bệnh nền, do đó bản mệnh đừng chủ quan, nếu có dấu hiệu ốm thì tìm cách chữa trị sớm, nhất là cảm lạnh, không được chủ quan. Trong năm 2025 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình, mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan mà hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất thì đời sống tinh thần cũng là điều nam sinh năm 1964 cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều, đôi lúc mệnh chủ sẽ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Đó là sự thay đổi bình thường trong tâm sinh lý. Nam tuổi Giáp Thìn có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với người thân bên cạnh. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác Giáp Thìn có một năm mới bình an may mắn. 1. Đồ phong thủy. Vân hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu, như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu lê nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ sẽ ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, trong năm 2025, tuổi Giáp Thìn nam mạng có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy may mắn dưới đây vào cuộc sống để cầu tài lộc, danh vọng. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Sau thời khắc giao thừa, người đầu tiên vào nhà chúc Tết gia chủ được gọi là người xông nhà đầu năm. Dân gian quan niệm rằng, người tới xông đất mà hợp tuổi với gia chủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, đạo đức tốt thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phúc lành. Trong 12 con giáp, tuổi Giáp Thìn hợp với những người tuổi Dậu, Sửu, theo tam hợp tỵ, Dậu, Sửu, hoặc tuổi Thân, theo nhị hợp tỵ, Thân. Ngoài ra nam Giáp Thìn mệnh hỏa nên chọn người mệnh mộc tới xông nhà.
Cụ thể trong năm 2025 Ất Tỵ, Giáp Thìn Nam mạng nên chọn những người tuổi sau tới xông nhà: Tân Sửu 1960, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977. Nam hay nữ giới xông nhà đầu năm đều được, miễn là người hiền lành, đức độ, thân thiện thì sẽ mang tới nhiều điều may mắn, tốt lành cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, hạnh phúc là do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của hạnh phúc, niềm vui ẩn chứa trong những sự vụn vặt nhất trong cuộc sống con người phải tìm lấy. Hạnh phúc vui sướng là cảm giác ở trong tâm trạng, thời gian hối hả đi mau, tuổi đời chồng chất, mới đây mình thấy bổng già. Chỉ có biết đời, hiểu đời thì con người chúng ta mới có cuộc sống thư thả, vô tư, thanh nhàn, thoải mái được. Qua một giờ là hết một giờ nữa, qua một ngày hết một ngày nữa, qua một ngày biết ta sống thêm một ngày nữa, qua một ngày cuộc sống ta lời được một ngày. Hạnh phúc là do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của hạnh phúc, niềm vui ẩn chứa trong những sự vụn vặt nhất trong cuộc sống con người phải tìm lấy. Hạnh phúc vui sướng là cảm giác ở trong tâm trạng, thời gian hối hả, không ngờ nó đi đi mãi, không chờ chờ ai, tuổi già chồng chất ai hay, ngoái lại nhìn mới thấy mình nay tuổi già. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng cuộc sống phải có nó, đừng quá coi trọng đồng tiền, cũng không nên so bì người này vầy, người kia khác, còn ta sao không có. Suy cho cùng tiền bạc là thứ ngoại thân, lúc ta sinh ra chẳng có trong tay, khi chết chẳng ai mang theo, nếu có bạn bè nghèo cần giúp thì cố gắng hết mình. Đó là niềm vui tuổi già, nếu tiền mua được sức khỏe, niềm vui, thì tại sao ta không làm, nếu có tiền mua được an nhàn thì cần chớ, người khôn biết kiếm tiền, biết xài tiền, hãy chủ động chỉ huy đồng tiền có nhân, có nghĩa, đừng để đồng tiền vô nhân, vô nghĩa, sai khiến chi phối được mình. Quãng đời còn lại rất ngắn thì càng phải tranh thủ làm cuộc sống nó thêm phong phú. Người già hãy thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, đừng ôm ấp cái lỗi thời, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, sống có ích cho nước non, như Nguyễn Đình Chiểu nói. Sống trong trời đất phải có công gì với núi sông, nghĩa là ích nước lợi nhà, thì nên sống, phải biết hưởng thụ thành quả công nghệ cao đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Quan nhất thời, dân vạn đại, dù làm quan nhỏ hay làm quan lớn, rồi cũng về hưu, về nhà, về với xóm làng, địa vị con người chỉ tạm thời mà thôi. Vẻ vang là của quá khứ, chỉ có sức khỏe là của riêng mình, tài sản của cải của cha mẹ, rồi sẽ của con cái, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, con ốm đau cha mẹ lo đầu tắt mặt tối, cha mẹ ốm đau con cái nhìn một cái hỏi vài câu thăm hỏi là đủ rồi. Tiền bạc của cha mẹ con ăn xài thoải mái, còn cha mẹ cần xài tiền của con không phải dễ, nhà cửa của cha mẹ là của con, nhà cửa của con không phải là nhà cửa của cha mẹ. Con người trong xã hội, tạo hóa đã xây dựng cha mẹ phải lo cho con cái từ mới sinh đến trưởng thành, lo từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Đó là nghĩa vụ trách nhiệm, là niềm vui không hy vọng báo đền, chớ báo đền tự làm khổ mình, mưa từ trên mưa xuống, vậy thì cha mẹ ốm đau trông cậy nhờ ai? Trông cậy vào con cái ư, nếu ốm đau nằm liệt giường kiếm đứa con báo hiếu đến bên giường rất hiếm, nhưng cũng có vậy, thì trông vào bạn đời tư. Người đó cũng yếu đuối, có muốn đỡ đần dẫn dắt cũng hết nổi, nhưng còn đỡ hơn vì còn lòng chung thủy vợ chồng đầu ấp tay gối sống chết bên nhau. Cũng có một số người vợ cũng quá tệ không làm được việc đó, chỉ còn cách nhờ vào đồng tiền thôi, chỉ còn cách đó, lúc này còn cách điều khiển đồng tiền giúp ta thôi. Thực sự sung sướng và hạnh phúc trong đời những người già, tùy thuộc vào sự tận hưởng, thưởng thức nó ra sao, người nhiều đời rất quý trọng, biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa làm sao cho cuộc sống phong phú hơn, giàu ý nghĩa cuộc sống tuổi già, già rồi cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống, và thưởng thức cuộc sống. Nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, biết đủ thì trong lòng lúc nào cũng vui rồi, tập cho cuộc sống đam mê vui vẻ, tự tìm niềm vui, vui vẻ với mọi người, làm từ thiện giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, tàn tật, đó là niềm vui của tuổi già. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tận tâm lo công việc đó là cống hiến, có thể yên lòng phải có công gì với núi sông, không hổ thẹn với lương tâm là đủ rồi, con người cuối cùng cũng về với thiên nhiên, đất mẹ, ăn của thổ trả về thổ, đó là luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Cuộc sống tuổi thọ cao, không bằng ghế cao, ghế cao không bằng thanh cao, gần hết cuộc đời lo sự nghiệp, lo gia đình, lo cho con cái.
Bây giờ thời gian còn không nhiều, nên dành cho mình, cho bản thân, sống thế nào cho vui, việc gì thích cứ làm, nên sống thật với mình. Là con người trong xã hội không sao sống cầu toàn nổi, có khi do cầu toàn mà tạo nên khổ sở, chẳng mà thản nhiên đối mặt với thực tế cuộc sống thế là tốt. Tuổi già cái tâm không già, thế mà già là không già, tuổi không già tâm già thế là già. Sống phải năng động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá cực khổ không đủ chất dinh dưỡng. Quá nhiều thịt cá thì dư thừa đạm, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào dễ bực bội, mọi thứ đều vừa phải, không nên tự tạo ra các loại bệnh như hút thuốc lá, uống nhiều rượu. Ăn uống độ lượng vừa phải, đừng quá nhiều, hãy khám bệnh có định kỳ, đừng để khi bệnh rồi mới trị bệnh, phòng bệnh hơn trị bệnh, khi có bệnh mới đi trị là trễ, phải biết chăm sóc bản thân mình. Ăn uống phải độ lượng, đừng để khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, thì trễ quá. Chất lượng cuộc sống người già cao hay thấp, tùy thuộc xử lý tư duy. Dùng tư duy hưởng lợi để thiết kế cuộc sống, thì tuổi già phong phú hơn, cuộc sống thêm hương, thêm vị. Tư duy tiêu cực, cuộc sống tâm lý bi quan, sống vậy mau già, mau chết. Vâng, quý cô bác anh chị thân mến, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị, chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Giáp Thìn nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.